quyền năng của Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Linh đụng đến mỗi một người mở lỗ tai của chúng con mở tâm trí của chúng con để cho tất cả mọi sự là sự thờ phượng dâng lên cho Chúa sự ngợi khen sự tôn vinh và sự vinh hiển con tạ ơn Cha con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ Amen trong Matthew đoạn 5 câu số 7 hay thương xót phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót cái chữ hay thương xót không phải là cái mạng lệnh. Nếu là mạng lệnh sẽ là chữ hãy thương xót phẩm hạnh hay là cái bản chất hay cái cá tính của một người. Chúa nói hay thương xót, cái người nào hay thương xót là người có cái bản tính thương xót. Chứ không phải làm bởi vì có một cái vụ lợi gì đó hay là làm bởi vì để nhận lãnh được gì đó. Sự thương xót là cái phẩm hạnh nó từ trong ra và nó phát sinh ra từ con người và chúng ta là những con người được tái sinh ở trong Chúa. Nếu chúng ta được tái sinh ở trong Chúa thì chúng ta được tái sinh ở trong sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, chúng ta có cái tính hạnh là những con người có sự thương xót. Và vì vậy cho nên chúng ta hay thương xót. Hay thương xót có nghĩa là chúng ta thường thường thương xót hay là chúng ta chuyên môn thương xót hay là chúng ta có những cái cá tính và cái đức hạnh giống như Chúa Giêsu vì Đức Chúa Giêsu có tính hạnh của Đức Chúa Cha là đấng hay thương xót Chúa Giêsu là đấng cuộc đời của Ngài là đấng thương xót cho nên những ai sanh lại ở trong Chúa Giêsu là những con người có cái tính hạnh và có cái phẩm hạnh và có sự thương xót trong cái cách mà chúng ta cư xử với những người xung quanh không có nghĩa là chúng ta không có bực mình không nghĩa là chúng ta không khó chịu nhưng cái tính hạnh, cái bản chất của chúng ta là chúng ta thương xót khi thánh linh của Chúa điều khiển cuộc sống của chúng ta. Hai biểu thức của sự thương xót là gì? Khi Chúa không đối xử với chúng ta theo những điều mà chúng ta đáng để nhận lãnh. Khi bản chất tội lỗi của chúng ta thì khiến cho chúng ta nhận lãnh sự đoán phạt của Chúa. Nhưng vì Chúa thương xót cho nên chúng ta không lãnh cái sự đoán phạt đó là sự thương xót Cơn thịnh nộ Bị giữ lại Đó là kỹ cạnh thứ nhất Của cái biểu thức của sự thương xót Thi Thiên 103 câu số 10 Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi Chúng tôi cũng không báo trả chúng tôi Tùy sự gian ác của chúng tôi sự thương xót là chúng ta không nhận những điều đáng lý chúng ta phải nhận. Bản án tội lỗi của chúng ta là sự chết đời đời nhưng chúng ta không nhận sự chết đời đời bởi vì Đức Chúa Trời thương xót chúng ta. Nói cách ngược lại, ân điển là chúng ta nhận lãnh những điều chúng ta không xứng đáng. Chúng ta không xứng đáng để lên ở với Chúa đời đời. Nhưng bởi sự nhân từ của Chúa, Chúa đem chúng ta vào vương quốc của Chúa. Và đây có thể nó dễ chúng ta cân nhắc giữa hai cái điều này. Sự thương xót là chúng ta không nhận sự chết và sự nhân từ là chúng ta nhận sự sống đó là hai sự khác biệt Chúa không đãi chúng ta tùy tội lỗi của chúng ta Chúa không đãi chúng ta theo những gì mình xứng đáng để nhận lãnh và chúng ta xứng đáng nhận lãnh điều gì Thi Thiên 51 chúng ta được hoài thai trong trong sự gian ác và ông Jeremy nói là trái tim của loài người là bệnh hoạn hơn tất cả mọi sự nếu chúng ta sanh ra trong sự gian ác Không có lúc nào mình có sự tinh sạch hết Bản chất của chúng ta Từ khi chúng ta lọt lòng mẹ ra Chúng ta là những con người gian ác Cái phẩm hạnh hay cái bản chất của chúng ta là tội lỗi Mình không có điều gì tốt ở trong chúng ta hết Và điều thứ hai ông Jeremy nói Cái lòng người ta là dối trá Quỷ quyệt hơn tất cả mọi vật Nghĩa là tất cả mọi sự nó nảy sinh ra ở trong cái tấm lòng hay là trong cái trái tim của con người con người xác thịt của chúng ta là sự gian ác, là sự dối trá. Như vậy thì mình không thể nào đặt cái niềm hy vọng hay là cái sự tin tưởng vào trong cái tấm lòng của chúng ta được. Và ông Phaolô nói ở trong Roma đoạn 1, 28 nói rằng tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, chúng ta không muốn biết Chúa. Cho nên Đức Chúa Trời phó chúng ta vào trong mọi sự hư xấu đặng phạm những sự chẳng xứng đáng con người của chúng ta, cái khuynh hướng của chúng ta là chúng ta không muốn biết Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là sáng. Và chúng ta là tối và chúng ta đến gần ánh sáng thì những công việc tối tăm của chúng ta nó lại lộ ra. Cho nên chúng ta không muốn biết Đức Chúa Trời. Tâm tính của chúng ta sanh ra trong sự gian ác. Cái tấm lòng của chúng ta nó dối trá. Và bây giờ cái khuynh hướng của chúng ta không muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và điều cuối cùng trong ngôn đoạn 1 của 16 nói. Và chân chúng ta luôn chạy đến sự ác. Lật đật làm đổ huyết ra Đó là cái bản chất con người của chúng ta Tại sao chúng ta thấy chiến tranh Tại sao chúng ta nhìn thấy có sự tranh cạnh Sự ghen ghét, những sự chết chóc Ở trên thế gian này ừ, Bởi vì con người của chúng ta ích kỷ Mình muốn bảo vệ cái mạng sống Và gia đình của chúng ta Cho nên cách tốt nhất là mình Để cho kẻ thù của chúng ta Nó chết hết đi thì mình được an toàn Nhưng nếu nó còn sống thì chúng ta không được an toàn Vì vậy trong ngôn nói vì chân chúng nó chạy đến sự gian ác và lật đật làm đổ huyết ra. Nhưng tại sao Chúa phải thương xót chúng ta? Esai đoạn 54 câu số 8 Trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương đến ngươi đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giêsu và phán vậy. Chúa thương xót chúng ta bởi vì đó là bản chất của Chúa. Đó là cái bản tính thần tánh của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót, chậm nóng giận. Và Chúa có nóng giận bởi vì có tội lỗi. Nếu không có tội lỗi thì Đức Chúa Trời không có nóng giận. Nhưng nếu có tội lỗi mà Đức Chúa Trời không nóng giận thì Ngài không là đấng công bình. Nhưng bởi vì có tội lỗi, Ngài phải nóng giận. Nhưng Chúa có quyền để không án phạt chúng ta, không xử chúng ta theo sự bất công của chúng ta. Và Chúa có lý do để Chúa làm điều này Bởi vì Chúa nói Trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc Một lúc này có nghĩa là thời kỳ cựu ước Một lúc có nghĩa là từ lúc sáng thế ký Cho đến khi Chúa Giêsu Sư sanh ra Đó là sự vắng mặt của Chúa ở trên thế giới này Trên lịch sử của loài người chúng ta nghe về Chúa, chúng ta có thể biết có cái khái niệm về một Đức Chúa Trời có sự nhân từ và thương xót, nhưng chúng ta chưa từng gặp Chúa cho đến thời Tân Ước. Một lúc này có nghĩa là cái thời điểm mà con người sống ở trong sự gian ác và tội lỗi cho đến khi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Immanuel là khi Chúa đến và Chúa ở với chúng ta và sự có mặt của Chúa cho chúng ta sự hy vọng. Bây giờ sự thương xót của Chúa được hiện thân là con người sự thương xót không phải là sự tha thứ sự thương xót bao gồm có sự tha thứ nhưng không phải là sự tha thứ sự tha thứ là cái lời nói của chúng ta khi chúng ta tha thứ cho người nào chúng ta nói tôi tha hay là tôi nghĩ đến tôi tha đó là sự tha thứ và khi mình nói cái câu nói đó ra nếu mình là một con người giữ cái lời nói của chúng ta thì mình sẽ không bắt lỗi cái người đó nhưng chỉ có ở trong tư tưởng và suy nghĩ và trong lời nói của chúng ta thôi. Đức Chúa Trời nói rằng phương Đông xa cách phương Tây thì ta đã dời xa tội lỗi các người. Chúa nói Chúa chôn tội lỗi chúng ta dưới biển của sự quên lãng. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng sự thương xót không phải là sự tha thứ. Sự thương xót là khi Chúa hứa với chúng ta là nếu các người xưng tội mình ra thì Chúa là thành tín và công bình để tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta và rửa chúng ta mọi sự gian ác. Đó là lời hứa của Chúa. Nhưng đó là sự tha thứ, sự thương xót là như thế này. Cái lời hứa đó được hiện thân ra làm con người. Lời hứa, cái lời nói của Chúa trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Và vì vậy trong câu Kinh Thánh này nói trong cơn nóng giận ta ẩn mặt ngươi cái lời nói, cái lời hứa của Chúa có đó. Dân Do Thái họ trông đợi cái ngày mà lời hứa của Chúa đến. Họ không cần phải đặt tay ở trên con chiên đó nữa. Để mỗi một năm để cho tội lỗi của họ bỏ lên trên con chiên. Và con chiên đó bị giết đi để tha thứ tội lỗi cho dân sự. Họ đang trông đợi cái ngày mà Chúa thật sự Chúa rửa họ. Chứ không phải là để họ mang cái tội này một năm trời. Rồi đem cái tội đó đặt lên trên con chiên. Họ muốn tội của họ được sạch ngày hôm nay. Nhưng cơn giận của Chúa vẫn còn ở trên dân bộ nghịch cho đến khi cái lời hứa đó được hiện thân là một con người và đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tin lời hứa đó đã hiện thân và trong này nói, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương đến ngươi và đây Chúa nói, đấng cứu chuộc ngươi. Chúa hứa với chúng ta không phải là lời hứa của ngài, nhưng Chúa hứa với chúng ta là lời hứa đó hiện thân làm con người ở giữa chúng ta và đục đến chúng ta, tha cho chúng ta và chết thay cho chúng ta. Đó là sự thương xót. Sự thương xót khác với sự tha thứ là sự thương xót có hành động và hành động đó là sự chết để lấy đi cái lỗi của chúng ta. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời thương, nếu Đức Chúa Trời tha thứ thì cái lỗi của chúng ta đi đâu? Nếu Đức Chúa Trời không xét đoán tội lỗi của chúng ta Thì tội lỗi của chúng ta nó vẫn còn đó Và Đức Chúa Trời không có công bình Đức Chúa Trời phải xét xử tội lỗi của chúng ta Và Chúa hứa là Chúa sẽ xét xử Nhưng rồi tội lỗi của chúng ta lại bỏ lên trên con chiên đó Thì không đủ để cho tội lỗi Bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội Và con chiên nó phải chết cho đến khi Một là không còn chiên nữa Hai là không còn người nữa Nhưng cái điều này chỉ là cái hình bóng cho con chiên hay là cho chiên con của Đức Chúa Trời sẽ hiện ra. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức giê và Chúa hứa rằng chính Ngài sẽ đến, chính Chúa sẽ làm nên sự thương xót của Chúa cho chúng ta. Đó là lời hứa của Chúa. Và trong thời kỳ Chúa Giêsu sanh ra, sự hiện thân của Chúa Giêsu là sự trọn vẹn của lời hứa của Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta. Thiên tính của Chúa là tình yêu. Nên sự bày tỏ của tình yêu là sự thương xót. Sự thương xót là bằng chứng của tình yêu. Nếu chúng ta nói chúng ta yêu thì chúng ta sẽ tha thứ, nếu chúng ta tha thứ thì chúng ta phải có những cái hành vi, cử chỉ để lấy đi cái tội lỗi của người đã vi phạm chúng ta. Và đó là công việc mà Đức Chúa Trời làm vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu Christ đã sanh ra trong cái thân thể của con người của chúng ta để trở nên sự thương xót mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Vì cái cá tính này cho nên chúng ta hiểu lầm Chúa. Đức giê va có lòng thương xót hay làm ơn chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Giống như chúng ta có một người cha hay người mẹ có cái cá tính này thì con chúng ta nó dễ hiểu lầm lắm. Bởi vì khi nó làm sai không có điều gì xảy ra hết. Và vì không có điều gì xảy ra hết Cho nên nó nghĩ nó không làm gì sai hết Khi chúng ta phạm tội Chúng ta nhìn lên trên trời một chút Chúng ta không thấy sấm sét đánh xuống Thì chúng ta nghĩ là cái công việc của mình Không có gì sai hết Hoặc là không có ai trên đó hết Nhưng mình hiểu lầm Chúa rồi Bởi vì sự thương xót và sự nhân từ của Chúa Chúng ta chưa chết Nhưng sẽ đến lúc Đức Chúa Trời sẽ phán xét Và những điều này sẽ xảy đến Đáng lý chúng ta phải nhận Cái sự đoán phạt của sự hung ác của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời cho chúng ta được giải cứu bởi Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ giải cứu chúng ta, chúng ta không bị đoán xét bởi vì chúng ta tin Chúa. Chúng ta chưa bị đoán xét bởi vì Chúa đang chờ, Chúa đang để cho chúng ta có cái cơ hội để ăn năn cho đến ngày của sự phán xét thì lúc đó chúng ta sẽ bị đoán xét. Sự thoáng xét của Chúa chưa đến Chứ không phải là không đến Sự nhân từ của Chúa đã đến Và đang có hiện tại Chúa để chúng ta thời gian Để chúng ta ăn năn quay trở về với Chúa Để không phải ứng hầu trước tòa án của Chúa Giêsu Christ Đó là ân tiện của Chúa Hay đó là sự nhân từ của Chúa Cô Linh Thư Nhì Đoạn 5 câu 21 Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi. Chúa Giêsu Christ đã hiện thân làm con người xác thịt giống như chúng ta, nhưng trong Ngài vốn không biết tội lỗi, có nghĩa là Chúa không thể phạm tội được. Vì vậy cho nên Chúa mới lấy tội lỗi của chúng ta. Để tôi nói lại, Chúa Giêsu Christ không thể phạm tội được. Chúa không biết tội lỗi để mà phạm tội. Chúa chỉ biết ý muốn của Đức Chúa Cha thôi. Cho nên Chúa không thể phạm tội. Nếu chúng ta tội lỗi của chúng ta để trên một người khác thì tội lỗi của chúng ta vẫn còn bởi vì cái người đó không còn chỗ để chứa tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu Christ không có tội vì vậy tội lỗi của chúng ta khi Chúa thương xót chúng ta thì cái công việc mà Chúa Giêsu làm là Chúa lấy tội lỗi của chúng ta và gánh lấy tội lỗi của chúng ta thế cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình. Chúa trở nên tội lỗi của chúng ta và Chúa Phó cho chúng ta hay là Chúa ban cho chúng ta sự công bình của Ngài. Chúa đứng trước mặt Đức Chúa Trời mặc dù Chúa không có tội nhưng Chúa nhận tội của chúng ta. Và chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời mặc dù chúng ta có tội nhưng chúng ta nhận được sự công bình của Đức Chúa Giêsu. Đó là sự trao đổi đó. Đức Chúa Cha từ chối con của mình để Chúa nhận chúng ta làm con của Ngài. Và trong sự nhận chúng ta làm con của Ngài thì Chúa phải từ chối con của Ngài. Đó là sự thương xót, đó là tình yêu. Để chúng ta được thương xót Chúa Giêsu phải trở nên kiếp bình để chứa tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi của chúng ta ở trên Chúa Giêsu, vì vậy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ trên Chúa Giêsu thế cho chúng ta. Trở lại trong Ê-sai đoạn 53. Câu số 4: Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ mình nhìn Chúa Giêsu trên cây thập tự và nói cái người này phải làm điều gì đó sai mới bị án phạt như vậy khi điều gì xảy đến cho chúng ta không nhất thiết là chúng ta đã làm điều gì sai mình đừng xét đoán bất cứ người nào bởi vì họ đang ở trong cơn khó khăn làm như vậy không có đúng như lời của Chúa Chúa Giêsu Christ không hề làm gì sai hết nhưng người ta nhìn Chúa giống như một tội phạm người ta lên án người ta chỉ người này đã người này phải làm gì đó sai cho nên mới bị như vậy trong kinh thánh cũng có nói người này phải làm gì đó sai cho nên mới bị ông philad nói với chúa giêsu ông phải làm gì điều gì đó sai cho nên dân của ông mới nộp ông cho tôi người nào phải làm điều gì đó thì mới bị án phạt bởi vì mình tin vào trong cái nền công bằng pháp luật của loài người để mà xét xử công bình nhưng mình biết rồi không có gì công bình hết loài người không có gì công bình hết. Và ngược lại, không phải một người đang sung sướng, cái người đó là hoàn toàn trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Cũng không phải. Đó không phải là kinh thánh và đó không phải là tin lành. Chúa Giêsu đã mang sự đau ốm của chúng ta mặc dù Chúa không có tội. Chúa bị Đức Chúa Trời đánh đập và từ chối không phải bởi vì Chúa đã làm gì điều, điều gì sai. Nhưng tất cả những điều này xảy ra cho Chúa Giêsu bởi vì Chúa thương xót chúng ta. Cái lỗi đó là lỗi của chúng ta. Và Đức Chúa Trời chưa phán xét lỗi lầm của chúng ta đâu Chưa đâu Đó là thời kỳ cuối cùng Hoặc là đã rồi Chúa đã phán xét lỗi lầm của chúng ta Hai ngàn năm trước đây rồi Ở trên cây thập tự Có hai cách Một là chúng ta đã tin Chúa Đã tái sinh lại Thì lỗi lầm của chúng ta đã được kết án Ở trên cây thập tự Hai Những người nào không tin Chúa Thì đến cái thời kỳ cuối cùng Khi chúng ta ứng hầu trước mặt tòa án trắng Thì Chúa sẽ xét xử chúng ta Ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu? Chúng ta nhìn Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa không làm gì sai hết, nhưng lỗi mà Chúa phải chịu là vì cớ chúng ta. Nhưng chính những người mà Chúa đã gánh tội lỗi cho họ, họ lại mỉa mai Chúa, lại họ lại lên án Chúa, họ lại chỉ trích Chúa, họ lại giơ tay lên và chỉ lên người ở trên cỡ thập tự giống như cái người đó đã làm điều gì, gì đó sai. Bởi vì họ không biết đó là Chúa đã chết thay cho tội lỗi của họ. Cái biểu thức thứ hai của sự thương xót là sự ban cho. Cơn thịnh nộ được giữ lại và tha thứ được ban cho. Ở trong Roma đoạn 2 câu 4. Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung ngài mà không nhận biết. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự an năng sao? Chúng ta làm điều gì sai và chúng ta làm lỗi lầm và chúng ta không thấy điều gì xảy ra hết. Đừng có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không đoán phạt chúng ta tất cả mọi công việc gian ác sẽ bị kết án trong ngày cuối cùng. Đức Chúa Trời là công bình. Tôi không phải nói rằng tất cả mọi cái công việc gian ác sẽ đi vào trong cái chốn diệt vong nó không còn nữa. Nhưng tất cả mọi sự gian ác sẽ bị kết án. Một là những cái sự gian ác đó ở trên Chúa Giêsu và đã bị treo trên cây thập tự rồi. Hay là sau này sẽ bị án phạt không có điều gì gian ác mà Đức Chúa Trời sẽ không kết án hết. Nhưng điều đáng xảy ra cho chúng ta ở trong cái thời kỳ ân điển này đó là sự nhân từ, sự khoan dung, sự nhẫn nại của Chúa. Hay là người khinh dễ, đừng có khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, sự thương xót của Chúa, cái hình ảnh của thập tự giá, của sự hy sinh của Chúa Giêsu phải đem chúng ta đến và đem chúng ta đến và quỳ gối xuống và nói Chúa ơi, Ngài chết vì tội của con Mình có nhận thức điều đó không? Mình có nhận ra cái điều đó không? Hay là mình khinh dễ đấng đã bị treo ở trên cây gỗ vì cớ chúng ta? Nếu chúng ta nhận ra Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây gỗ đó bởi vì tội lỗi của tôi thì mình sẽ ăn năn và mình nói Chúa ơi, tại sao Chúa lại nhân từ đối với con như vậy? Và đó là ý nghĩa của tin lành. Tin lành là khi chúng ta nhận ra Chúa Giêsu chết vì cớ chúng ta vì tội lỗi của chúng ta, vì sự gian ác của chúng ta. Sự thương xót được bày tỏ qua sự tha thứ khi chúng ta ăn năn. Chúng ta ăn năn, Chúa sẽ thương xót. Chúa thương xót thì chúng ta sẽ ăn năn. Đó là lời Kinh Thánh. Chuyên đạo đoạn 8 câu 11. Bởi Ngài chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Bởi vì Chúa hoãn lại bởi vì Chúa chưa xét đoán Mình nghĩ rằng một là không có Đức Chúa Trời Hay là sự gian ác không sẽ không bị định đoạt Vì vậy con người sẽ tiếp tục làm ác Nhưng bởi vì sự nhân từ của Chúa Chúa chưa kết án loài người Chúa để cho đến cái ngày cuối cùng và sự nhẫn nại của Chúa và sự thương xót của Chúa phải khiến chúng ta quay trở về để ăn năn với Chúa chứ không phải cứ tiếp tục làm ác. Nếu chúng ta tiếp tục làm ác, một ngày tới đây sẽ không còn cái thời kỳ ân điển nữa sẽ tới cái thời kỳ phán xét và chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt chiên con của Đức Chúa trời và đối diện với đấng đó ngài sẽ hỏi rằng tại sao ngươi không nhận lấy ân điển từ nơi Chúa bởi ngài chẳng thi hành ngay Chúa chờ Chúa chờ đợi Chúa cho chúng ta quay trở lại Chúa cho chúng ta có cơ hội có thời gian để chúng ta ăn năn để quay trở về với Chúa Đừng có lạm dụng sự nhịn nhục về nhân từ và sự thương xót của Chúa. Hãy quay về với Chúa, phải ăn năn, chúng ta hãy ăn năn đi để Chúa có lòng nhân từ và thương xót, hay thương xót Ngài là đấng hay thương xót. Loài người không thể làm việc thiện. Và khi chúng ta nhận ra mình chỉ có khả năng làm ác thôi thì điều duy nhất mình phải chạy đến với Chúa. Chúa ơi cứu con. Đó là tin lành. Đó là sự cứu rỗi khi chúng ta chạy đến với Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 30. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Đức Chúa Trời đã bỏ qua những cái thời trước Chúa không chấp chúng ta, Chúa không kệ chúng ta, Chúa để chúng ta có cái thời gian giống như chúng ta đối xử với con cái của mình. Khi nó làm sai, mình không có bập tay nó liền. Khi nó làm sai, mình nói cho nó biết. Nó làm sai nữa, mình nói nữa. Rồi bắt đầu mình đếm, rồi mình nói trước cho nó Sau khi mình đếm xong rồi Thì sẽ có những hậu quả Chúa dạy chúng ta Điều đó sai con Đừng làm nữa Khi mình làm lại nữa Chúa nói Con ơi Điều đó vẫn còn sai Rồi sau đó Cái sự sửa phạt của Chúa Sẽ khiến chúng ta quay trở về Để uống nắng chúng ta Bởi vì nếu không có sự sửa phạt Thì không có tình yêu Người nào Chúa yêu Chúa mới sửa phạt Mà thấy con của người ta Làm điều sai quấy Thì mình chửi cha mẹ của họ mình đâu có sửa con cái của người khác đâu Nhưng con cái của mình thì mình sửa Người nào Chúa yêu, Chúa sẽ sửa Người nào Chúa quan tâm thì Chúa sẽ sửa Và chúng ta là con gái của Chúa Mình sẽ làm những điều sai Nhưng tội lỗi của chúng ta không kể cho chúng ta Chúa sẽ sửa chúng ta Chúa sẽ đem chúng ta quay trở về Nhưng ở trong lời của Chúa có nói Đức Chúa Trời đã bỏ qua Đối với con cái của Chúa Chúa không có kể tội chúng ta Nhưng kêu gọi chúng ta quay trở về để ăn ăn năn có nghĩa là mình không làm những công việc đó nữa mình quay trở về để làm những công việc đẹp lòng đức chúa trời chúa đem chúng ta quay trở về chúa muốn có cái sự ăn năn đó có sự hối cải đó quay trở về với ngài thì chúa kể cái sự ăn năn hối cải đó là sự đẹp lòng chúa làm đẹp lòng chúa thương xót đi trước sự đoán xét chúa ban chúng ta trong cái thời điểm này để nhận ra sự thương xót của Chúa và để chúng ta an năn để chúng ta được nhận lấy sự thương xót trước khi chúng ta ra tòa án. Tòa án của loài người xét xử điều này. Khi chúng ta bị kết án rồi, thì chúng ta ứng hầu trước mặt quan tòa và hy vọng quan tòa sẽ thương xót chúng ta và giảm cái uh, cái năm tù cho chúng ta. Nhưng đối với Đức Chúa trời, Chúa không làm điều đó. Một khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa trời rồi, thì chỉ có một án phạt thôi vào trong sự chết đời đời đó là sự đoán hạt duy nhất. Chúng ta đến lúc đó không thể nào kêu cầu Chúa để có sự thương xót, bởi vì thời điểm này khi chúng ta còn sống là lúc chúng ta nhận được sự thương xót. Chúa mời gọi chúng ta nhận sự thương xót ngày hôm nay, đừng để cho đến lúc chúng ta ứng hầu trước quan tòa, bởi vì Chúa muốn sử dụng chúng ta trong công tác của Ngài. Chúa muốn dùng chúng ta, Chúa muốn chúng ta hưởng ở trong sự vui mừng của Đức Chúa trời khi chúng ta làm công việc của Chúa. Đó là sự vui mừng mà Chúa muốn chúng ta nhận được. Đó là phước hạnh mà Chúa muốn chúng ta nhận được. Lý do tại sao chúng ta ở đây, lý do tại sao tôi làm những công việc này. Bởi vì khi tôi làm công việc của Chúa, tôi thỏa mãn. Nó thỏa mãn cái linh hồn của tôi. Và đó là lý do Chúa muốn chúng ta làm công việc của Chúa. Quay trở về ăn năn với Chúa và hưởng cái sự phước hạnh mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Hebrew đoạn 3 câu 15. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Như lúc nổi loạn. Đừng cứng lòng Hãy quay trở về với Chúa Nếu chúng đang nghe lời của Chúa ngày hôm nay Nghe lời tôi nói ngày hôm nay Nghe kinh thánh ngày hôm nay Chớ cứng lòng Nếu chúng ta vẫn đang sống Ở trong cái đường lối tội lỗi của mình Hãy quay trở về Hãy ăn năn Để nhận được sự thương xót Đừng chờ Đến ngày chúng ta ứng hầu Trước mặt Đức Chúa Trời Lúc đó quá muộn rồi Không thể nào Nhận được sự thương xót Ở trong đất của kẻ sống Lúc đó chúng ta nhận được sự thương xót Trong đất của kẻ chết Không còn sự thương xót nữa có câu chuyện của Lazarus và người giàu có. Khi hai người đi xuống cái nơi để chờ sự phán xét thì cả hai không ai trở về được hết. Vực thẳm không đáy cách ngang thế giới của kẻ chết và thế giới của kẻ sống. Hôm nay chúng ta ở trong thế giới của kẻ sống hãy quay về với Chúa. Hãy ăn năn để nhận được sự thương xót. Thừa kế bổn tánh của Chúa phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ hay thương xót cái người hay thương xót là người có cái bổn tánh thương xót. Con người đó được cấu kết bởi sự thương xót của Chúa cho nên cái tính hạnh của người đó là sự thương xót. Phía thứ nhì đoạn 1 câu số 4. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Kỳ trước tôi có nói về khi chúng ta muốn bước vào trong sự hay là muốn nhận lấy cái sự công bình của Chúa thì mình phải bỏ cái áo cũ, cái áo nhớp nhô của chúng ta đi. Thì Phêrô cũng nhắc lại chúng ta để nhận lãnh cái bản tính của sự thương xót của Chúa thì chúng ta phải bỏ đi cái tính hạnh của xác thịt. Nó dính dấp theo chúng ta, mình không tách đời nó ra được cho đến khi chúng ta chết bởi vì mình sanh ra ở trong tội lỗi cái con người xác thịt nó vẫn còn đó nhưng cái con người xác thịt đó mỗi ngày nó cần phải mờ dần đi và nó nhỏ lại và con người thuộc linh mỗi ngày cần phải lớn lên để mình làm theo ý muốn của Chúa Thánh Linh thay vì làm theo ý muốn của xác thịt hay làm giảm bớt đi khi sức mạnh của con người xác thịt của chúng ta để thánh đinh của Chúa có thể hoạt động ở trong chúng ta và điều mà chúng ta để trở nên người dự phần bổn thánh có nghĩa là chúng ta được dự với cái bổn tánh hay là cái tính hạnh của Đức Chúa trời và tính hạnh của Đức Chúa trời là đấng hay thương xót Chúa là đấng hay thương xót và nếu chúng ta dự trong cái bản tính đó thì chúng ta sẽ trở nên những con người hay thương xót bản chất thương xót của Đức Chúa trời là gì Cô tôi thứ nhì đoạn 1 câu 3. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi yên ủi. Mình biết Cha của Chúa Giêsu Christ là đấng hay thương xót. Chúa Giêsu có một Đức Chúa Cha là đấng hay thương xót, là một người con của Cha hay thương xót thì Chúa Giêsu có tính hạnh là một đấng hay thương xót. Chúng ta nếu được sanh lại ở trong Chúa Giêsu ở qua tin lành của Chúa, ở trong Thánh Linh của Chúa thì chúng ta cũng nhận lấy cái tính hạnh đó là chúng ta hay thương xót. Chúng ta chậm nóng giận, chúng ta không lên án. Hay là chúng ta có thể gạt bỏ cái tính hạnh của con người xác thịt đó và mặc lấy con người mới là con người được đổi mới trong đấng Christ. Cha chúng ta hay thương xót, con của Ngài là những người sẽ thương xót. Chúng ta không cần phải cố gắng đâu Bởi vì một khi thánh linh của Chúa Làm việc hoạt động chúng ta Thì cái cá tính và cử chỉ của chúng ta Sẽ được biến đổi và uống nắng Theo như ý muốn của Chúa thánh linh Thương xót là cái phẩm hạnh Không phải là việc lành Chúng ta không thể theo công thức thương xót Nhưng phải được biến đổi Trong lịch sử của loài người Có những người rất ác Nhưng mà họ làm những công việc Rất tốt Nhưng rồi cuối cùng Cái phẩm hạnh của con người đó nó sẽ bộc lộ ra mình có thể làm những công việc thương xót nhưng nếu mình không phải là người thương xót thì những công việc đó nó không hoàn hảo nó không thể hoàn hảo được nhưng nếu chúng ta là những con người có phẩm hạnh thương xót thì chúng ta cái công việc chúng ta làm sẽ trở nên công việc thương xót của đức chúa trời trải qua chúng ta và công việc đó là công việc đời đời Timothy thứ nhất đoạn 1 câu 16 Nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ Đỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu để dùng ta làm gương cho những kẻ tin Ngài được sự sống đời đời. Nếu chúng ta muốn biết cái hình ảnh của sự thương xót là gì, hãy nhìn Chúa Giêsu và người mà đã nhìn thấy Chúa Giêsu và trải qua cái kinh nghiệm những môn đồ của Chúa và đây ông Phaolô ông nói hãy nhìn tôi. Đây là cái hình ảnh của sự thương xót người ta đánh ông, người ta bắt ông, người ta lên án, người ta bỏ tù, giống như Chúa Giêsu. Ông nói với lại Timôthê, con hãy nhìn ta. Ngày hôm nay chúng ta không có Timôthê, chúng ta cũng có ông Phaolô, ông Phêrô hoặc là Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn ai? Hình ảnh qua thế gian này sẽ nhìn ai để nhận biết được sự tương xót của Đức Chúa Trời? Nếu họ nhìn trong hội thánh của Chúa, nếu họ nhìn tôi, nếu họ nhìn hội thánh của Chúa quý vị, họ có nhìn thấy sự thương xót hay không? Ông Phaolô nói hãy nhìn tôi. Con hãy nhìn ta Con nhìn thấy cái sự thương xót của Chúa Chúng ta nhìn thấy sự thương xót của Chúa Qua những người xung quanh Qua cái sự thương xót của những người Được tái sinh ở trong Chúa Cái phẩm hạnh của chúng ta Con người của chúng ta Phải được biến đổi và sự thương xót của Chúa Qua sự ban cho của Đức Chúa Trời Biến đổi chúng ta và khiến chúng ta trở nên Những con người thương xót Ơn thương xót đã được đổ ra qua Chúa Giêsu và tuôn chảy đến chúng ta ngày hôm nay, đó là phép lạ. Bởi vì Chúa Giêsu đã chết rồi Nhưng sự thương xót của Chúa vẫn còn Bởi vì Chúa sống lại Và ngày hôm nay chúng ta 2000 năm sau Chúng ta vẫn thương xót Bởi vì quyền năng của sự sống lại của Chúa đang hoạt động Ở trong chúng ta Bản tánh của sự thương xót là chúng ta hay thương xót Matthew đoạn 5 câu 7 Phước cho những kẻ hay thương xót Vì sẽ được thương xót Người có lòng thương xót sẽ thương xót Mặc dù sự thương xót nó đòi hỏi sự hy sinh bởi vì không có điều gì mà có giá trị nếu không có sự hy sinh. Khi chúng ta thương xót, chúng ta phải hy sinh. Nó không phải là lời nói, nhưng cái lời nói đó nó phải có cái công việc. Và cái công việc đó nó đòi hỏi sự hy sinh. Khi Đức Chúa Trời thương xót chúng ta là Chúa chấp nhận chúng ta, thì Chúa phải hy sinh con của Ngài. Khi Chúa Giêsu thương xót chúng ta, thì Ngài phải chết Chúa không thể nào vừa thương xót chúng ta và giữ mạng sống của Ngài được. Bởi vì tội lỗi của chúng ta phải đặt để trên người nào đó. Và nếu không ở trên Chúa Giêsu thì ở đâu? Sự thương xót nó đòi hỏi phải có sự hy sinh. Nếu chúng ta không chịu để hy sinh thì chúng ta sẽ không bao giờ thương xót. Một người cha, một người mẹ. khi sự thương xót con cái của mình nó là bản tính tự nhiên của người cha và người mẹ. Khi con của chúng ta nó khóc thì mình ôm nó, ấp ủ nó. Nhưng nếu chúng ta nhìn con người khác khóc Thì chúng ta có thể tội nghiệp Nhưng chúng ta không làm gì hết Con của chúng ta mình có thể hy sinh Nhưng Chúa, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta Thì thương xót của Chúa phải trải cho tất cả mọi người Mình có thể làm được không? Luca đoạn 6 của 35 Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù mình Hãy làm ơn Hãy cho mượn Mà đừng ngã lòng Vậy phần thưởng các ngươi sẽ lớn Và các ngươi sẽ làm con của đấng đất cao vì Ngài lấy sự nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Đây là sự thương xót. Sự thương xót là đáng lý cái cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống. Và mình biết khi người nào làm gì mình sai và mình có thể làm lại gấp hai lần cái người đó thì mình thấy thỏa mãn phải không? Mà vì cái sự thỏa mãn đó là cái tính hạnh của con người tội lỗi chứ không phải là con người được đổi mới. Như con người được đổi mới, mình biết rằng cái cảm xúc đó, cái sự khó chịu và sự đau đớn đó nó vẫn ở trên mình nhưng mình sẵn sàng để mình gạt bỏ cái điều đó qua và mình thương xót mình cho họ sự thương xót thay vì cho họ sự nguyên rủa sự thương xót đòi hỏi có giá phải trả vì sự thương xót của Chúa đã nhẫn nại chịu đựng và khoan dung tha thứ chúng ta thì chúng ta cần phải làm điều đó giới hạn của sự thương xót là gì nhìn cái thập tự sự chết là giới hạn của sự thương xót Người chết không thể làm gì được hơn nữa hết. Khi chúng ta còn sống và nếu chúng ta chưa chết thì hãy thương xót. Và thương xót đến cái mức độ nào? Đến khi chúng ta chết. Chứ không phải là quá tam ba bậc hay là 70 lần bởi. Chúng ta làm cho đến khi mình không còn khả năng để làm nữa bởi vì mình đã chết rồi. Thương xót có giá tự chối và hạ mình xuống là sự đòi hỏi cái giá mà mình phải trả để mình thương xót ai đó. Sự thương xót là khi chúng ta bị tổn thương và phải hy sinh để bày tỏ tình yêu của Chúa. Đó là sự thương xót. Vì Chúa làm điều đó cho chúng ta. Giang đoạn 3 câu 34 Các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau theo ấy. Sự thương xót là bằng chứng của tình yêu. Nếu chúng ta nói chúng ta yêu thì hãy thương xót. Nếu chúng ta nói chúng ta quan tâm thì hãy thương xót, hãy hy sinh. Sự thương xót là bằng chứng của tình yêu. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài thương xót chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu đối với chúng con. Chúng con không có thể suy nghĩ và làm thế nào để giải thích những điều mà Chúa đã làm vì cớ chúng con. Vì nên chúng con nhận lấy, cho ơi, hãy đổ sự thương xót của Chúa trên chúng con. Dạy chúng con cách thương xót, biết hy sinh, tự chối mình. Và để cuộc sống của chúng con tuôn chảy ra những người xung quanh. Đừng để chúng con lấy ác trả ác. Đừng để chúng con đối lại với những kẻ đối xử tệ với chúng con bằng cách chúng con đối xử gian ác lại với họ. Nhưng lại Chúa để cho chúng con dùng sự nhân từ, sự mềm mại, sự khiêm nhường. Cho chúng con sự nhẫn nại, sự thương xót và sự tha thứ. Làm cái mão trụ cho chúng con trong lúc chúng con đối xử với những người, nhất là những người không xứng đáng. Để cho Chúa được bày tỏ ra, để cho người ta nhìn thấy Chúa Giêsu Christ đang hiện diện ở trong cuộc sống và cai trị ở trong hành vi cử chỉ của những người ở dưới thẩm quyền của thánh linh của ngài con tạ ơn cha ở với hội thánh của chúa trong những ngày tới đây để cho chúng con được biết là một hội thánh biết và nhận lấy và có sự thương xót nguyện chúa ngài được tôn cao và được cả sáng ở giữa vòng chúng con và nguyện danh của chúa được bày tỏ ra ở trên gia đình của mỗi người trong cuộc sống của mỗi người con tạ ơn chúa và con nguyện những điều này trong danh chúa Giêsu christ amen